Thưa quý vị và các bạn, từ khi dịch COVID-19 xuất hiện ở Hưng Yên, màu xanh áo lính của các cán bộ chiến sĩ quân đội luôn xuất hiện trên tuyến đầu chống dịch. Họ đã góp phần quan trọng vào việc khống chế, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. Cơ sở cách ly tập trung số 2 của tỉnh tại Trường Đại học Thủy Lợi trên địa bàn huyện Tiên Lữ từ đầu tháng 12 được chưng dụng làm cơ sở thu dung điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Tại đây, 62 cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia thành 2 tổ phục vụ. Tổ vòng ngoài thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn, tiếp nhận, vận chuyển nhu yếu phẩm cho bệnh nhân. Tổ vòng trong đảm nhiệm việc nấu ăn, phục vụ. Hàng ngày các chiến sĩ đảm nhiệm cung cấp 3 bữa ăn, mỗi bữa khoảng 1.200 suất ăn cho bệnh nhân. Anh em cũng xác định cuộc chiến này là cuộc chiến rất lâu dài, rất khó khăn và rất gian khổ. Quyết tâm đồng lòng cùng với lực lượng y tế và công an cũng như các lực lượng khác là xác định chiến thắng dịch bệnh, đẩy lùi cái dịch bệnh, sớm đưa lại cái cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trung đoàn 126 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nằm trên địa bàn huyện Ân Thi, đơn vị được giao nhiệm vụ cách ly cho công dân Việt Nam từ nước ngoài về. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 26 đợt cách ly cho gần 5.000 công dân Việt Nam từ nước ngoài về. Chúng tôi luôn xác định việc phòng dịch hơn chống dịch. Chống dịch thì như chống giặc. Do đó thì Đảng ủy chỉ huy cũng như mọi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn luôn quyết tâm cao và xác định đây là một nhiệm vụ chính trị, là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Quán triệt, nhắc nhở để mỗi cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc trách nhiệm, vinh dự của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Gần 2 năm qua, kể từ khi xuất hiện dịch COVID-19, ngoài việc sẵn sàng chiến đấu, thì quân đội luôn là lực lượng cùng tham gia vào tuyến đầu chống dịch. Từ tham gia thiết lập khu vực cách ly, phong tỏa, lập và duy trì chốt kiểm soát, cho đến chủ trì, thiết lập, điều hành các khu cách ly tập trung và cơ sở điều trị. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn xuất hiện trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ và hiểm nguy nhất.